Trời xui đất khiến sao em lại gặp anh Thiên Long đúng không? Dạ không, thì giờ em cũng không biết mà tại sao mà chồng em có nick Facebook mà để nhắn tin với. Cái lúc ảnh tỏ tình á, có lãng mạn không em? Thì giờ lúc tỏ tình thì cũng ở đơn vị chứ không được ra ngoài, nói chuyện qua điện thoại thôi. Ôi, anh sẽ có điện thoại đầu tiên, có điện thoại à? Thôi, anh sao anh chấp nhận gì? Tại vì lúc đầu em nhìn thấy à, cha này thấy cũng ngon đó, em thấy cũng được đó, em thấy cũng ngon nữa. Rồi vợ em thì lại nói với em một câu là có đồng ý hay không thì cũng đừng có buồn nhé. Lúc đó là thấy là kiểu như không đồng ý ngay mà phải vòng vo một tí. Dạ. Xong sau đó thì Yến đồng ý. Lúc đó là thấy em rồi, ngon rồi. Không. Dạ, lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Thuận, chào chị Vân, chào các đồng chí có mặt tại trường quay, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trương Hoàng Thiên Long. Em năm nay 27 tuổi. Em nghề nghiệp của em là bộ đội. Đơn vị công tác của em là Lữ đoàn Công binh 550 quân đoàn 4. Còn đây là vợ của em. Vâng. Dạ vâng. Hỏi giới thiệu. Chắc chắn rồi. Biết đây là vợ em. Thôi mời em. Em sẽ tự giới thiệu, em tên là Trịnh Hoàng Yến. Hôm nay em 27 tuổi. Thì em đang làm nhân viên văn phòng. Không biết là cơ duyên nào mà Long và vợ mình là hai bạn lại gặp nhau. Dạ, em với lại chồng em gặp nhau là gặp nhau qua trên một trang mạng, trên trang Confession á. Rồi em với chồng em gặp nhau trên đó, xong rồi chồng em mới nhắn tin với em trước. Cái lần mà các bạn là gặp nhau, cái biết nhau đó là cách đây là bao lâu? Dạ, hơn một năm. Mới đây thôi à? Năm. Là hơn thời năm. Thời gian bọn em quen nhau là 5 tháng. Và đến thời điểm bây giờ là bọn em cưới được 9 tháng là trong vòng 14 tháng là... Cặp đôi này cũng siêu tốc. Mới đây đó, là mới đây đúng không? Dạ. Rồi em vào tham gia sau. Trời xui đất khiến sao em lại gặp anh Thiên Long đúng không? Dạ không, thì giờ em cũng không biết mà tại sao mà chồng em có nick Facebook mà để nhắn tin với em. Thì em bây giờ chị... chồng kể đi. Dạ. Bây giờ là Long nè, Long kể đi. Em thấy nick Facebook của vợ em bây giờ bình luận ở trong trang Facebook. Tức là xong từ rồi. Facebook là mà ra. Dạ, xong rồi. Em vào trang cá nhân, em thấy các cái thông tin rồi thấy hình ảnh, thấy cô này cũng dễ thương. Cũng hay đi có những cái sở thích như đi du lịch thì mình cũng cảm thấy là cũng nhìn cũng bắt mắt. Nhìn cũng bắt mắt. Rồi cũng biết bắt đâu mắt. Biết đâu mà khi mà yêu thì mình cũng được đi đó đây với người này để cho nó mở mang. Là ngay từ đầu là nó có ý định, có nhà manh nha là muốn đồng hành với cô gái này rồi. Rồi thế còn ấn tượng của Yến về Long thì sao? Lúc đầu gặp nhau á thì em thấy hả rụt rè. Ít nói cứ ngồi khúm núm vậy nè, tất cả là đều em bắt chuyện em hỏi đầu tiên, mà khi mà xuống gặp em lần đầu á là phải đem theo vệ sĩ nữa. Vệ sĩ? Dạ. Bây giờ phải hỏi Long nè, tại sao một người thanh niên trai tráng, một người làm trong quân đội mà khi mà gặp gỡ một cô gái nhỏ bé thế này mà anh lại dẫn theo vệ sĩ? Là bạn em hả? Dạ, người này là một người anh của em. À. Dạ, thì hôm đó cũng vô tình là một người anh này xuống chỗ em chơi. Cái anh này cũng ở xa, anh cũng xuống chơi nên là nhiều khi em cũng thấy bỏ anh ở nhà một mình thì cũng tiện thấy, quá, dạ, đưa anh tiện, đi luôn. Tiện đi xem cô gái này như thế nào. Xem mắt. Dạ, thì về anh của em là được đấy, được đấy. Dạ. Nhưng mà sau đó về nhà thì có ấn tượng gì về bạn này không? Thì em thấy cũng cao ráo mà mắc cười lắm anh. Lúc đầu đi gặp á là em ấn tượng chắc cách mặc đồ á. Dạ. Là mặc sao? Một cái áo thun màu vàng ôm sát vô người, với lại một cái quần tây á, mà quần tây hồi xưa đi học cấp 3 á anh, quần màu xanh luôn á, quần tây xanh á, hồi xưa đi cặp học cấp 3. Xong rồi hả, với lại một đôi giày tây. Cái xong em nghĩ trong đầu á, trời ơi, hồi buổi này ai còn ăn mặc vậy nữa, sao mà quê dữ vậy, sao mà quê dữ vậy. Em nói nhiều khi em nói hay là ở trong doanh trại lâu quá rồi không có ra bên ngoài hay sao. Ủa nhưng mà là cái đó là em chủ động em lựa hay là anh kia tư vấn? Mới đầu thì em cũng thích cái phong cách là mặc áo có cổ, bó người một chút để cho nó lộ cái body của mình ra. Muốn khoe body. Đúng rồi. Có thấy body không? Em thấy lưng dài thòng thọc. Rồi thì bao lâu coi như là chính thức là yêu nhau? Yêu nhau. Khoảng cuối tháng 12 thì khoảng đến ngày đầu tháng 2 thì bọn em bắt đầu tìm hiểu nhau. Hai tháng. Cái lúc ảnh tỏ tình á, có lãng mạn không em? Thì sao lúc tỏ tình thì cũng ở đơn vị chứ không được ra ngoài, nói chuyện qua điện thoại thôi. Anh sẽ có điện thoại, tỏ tình qua điện thoại. Thôi, anh sao chấp nhận gì? Tại vì lúc đầu em nhìn thấy
à cha này thấy cũng ngon đó, em thấy cũng được đó, em thấy hơi chấm nữa. Thì cái lúc đó hả, gọi điện cho em xong rồi cái bảo là Long ở trên đơn vị á cũng không ra ngoài được, nên thôi hả tiện đây Long muốn mà nói một hồi lâu lắm, rồi nói dài dòng lắm, xong rồi Long mới nói là hả vậy thôi cho Long tỏ tình lo Yến làm người yêu Long nha đó. Vậy là người yêu Long nha. Rồi Yến trả lời liền không hay là Yến suy nghĩ? Dạ thì em tại vì trong lúc đó thì em cũng mượn rượu tỏ tình. Mượn rượu. Có cái bài hát đó thì em cũng làm liều. Làm liều. Dạ, tối hôm đó là em cũng có uống rượu, tại vì hôm đó cũng là ngày Tết nên là cũng vui vẻ. Nên là em tỏ tình luôn. Dạ. Rồi vợ em thì lại nói với em một câu là có đồng ý hay không thì cũng đừng có buồn nhé. Lúc đó là thấy là kiểu như không đồng ý ngay mà phải vòng vo một tí. Dạ. Xong sau đó thì Yến đồng ý. Lúc đó là thấy êm rồi, ngon rồi. Sau đó là em được nghỉ, được nghỉ em ra khỏi đơn vị đó. Thì em có chạy ngay đến nhà Yến không? Và Yến có đưa em về nhà của Yến không? Dạ thì sau khi tối hôm đó ra thì thời gian tiếp theo em được nghỉ thì em có về xuống nhà chở vợ em đi chơi ở khu du lịch. Dạ, tại nhưng vì... cái cảm giác lúc đấy chắc là thích lắm nhở, tại vì mình tỏ tình xong rồi bây giờ mới được gặp. Dạ. Đúng không? Lao đến rồi. Không? Dạ. Gặp nhau rồi có ôm nhau luôn không? Không chị. Chưa đâu. Chưa đâu. Mà cái cảm giác mà lần đầu tiên được người yêu mình ôm mình sau lưng. Dạ. Thì sau bao lâu không có người ngồi sau yên xe thì nay đã chính thức có nên là rất là vui, rất là phấn chấn. Dạ. Không còn phi như bay trên đường. Dạ. Nhưng mà có khi nào mà về trễ quá mà bị vô đơn vị thì không được đúng không? Vào đơn vị đâu được. Rồi có xin tá túc ở nhà của Yến không? Thời điểm đó thì em cũng có được nghỉ qua đêm nên là em cũng nghỉ qua đêm ở nhà của Yến. Dạ. Em đánh trực diện luôn em. Dạ. Tấn công thẳng luôn. Dạ. Nhưng mà phụ huynh có đồng ý không hay là cản trở? Dạ lúc đó thì ba mẹ em đi du lịch ở Bắc, còn bà nội ở nhà thì có nói với nội, nói nội con tìm hiểu bạn này thì trước đó cũng có kể rồi, xong rồi nói cho Long ở lại nhà nội, xong rồi nội kêu nói vậy thôi, kêu nó qua bên giường mày ngủ rồi mày qua ngủ với tao. Đồng ý nhưng mà vẫn phải là mỗi người một nơi. Nhưng mà ba mẹ của Yến thì khi mà gặp Long thì sao? Bình thường thì ba mẹ nói thì giờ hả con đặt đâu ba mẹ ngồi đó. Trời ba mẹ hiền quá. Thế là hai vợ chồng lấy nhau, cái cuộc sống sau hôn nhân như thế nào? Có cảm thấy là hạnh phúc nguyên mãn không hay là hơi có xíu vỡ mộng? Em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi là lấy chồng bộ đội á, là nhiều khi anh phải xa nhà chứ không có được ở nhà, nên đúng rồi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn nên là nhưng mà vẫn có thấy đôi chút hơi buồn. Thân. Trong chương trình này nó có một cái phần mà đôi nào cũng thích, đấy là được kể xấu người kia mà không sợ bị phán xét. Bây giờ đến cái phần này rồi thì chắc là nhường cho Long đi, nhường cho Long nói trước. Long ít nói quá. Long ít nói lắm. Bây giờ Long thoải mái đi, chia sẻ hết sức chân thành những cái gì mà mình muốn vợ mình thay đổi. Cô ấy có tật xấu gì không? Đúng rồi, tật xấu của vợ mình là gì? Qua chương trình này thì cũng được nói xấu vợ. Đó. Em cũng mạnh dạn em nói. Mạnh dạn lên. Vỗ tay nào. Chờ đợi đúng không? Chờ đợi nãy giờ đúng không? Vợ em thì nhiều khi là giận hờn một cách là vô lý. Dạ. Nhiều khi là chưa hiểu công việc của em, xong rồi giận em một cách vô lý. Nhiều khi là em không nghe được điện thoại bởi vì công việc. Tại vì nhiều khi là em không xem điện thoại, tại vì em chuẩn bị cho các cái nhiệm vụ tới, tính toán các cái thứ. Nhưng mà vợ em lại thấy em không gọi, thấy em gọi mà không nghe máy thì lại giận. Xong rồi giận vô lý. Còn nhiều khi bắt đầu là cuối tuần về, xong rồi đang nói chuyện rất là vui, xong rồi hỏi anh ơi, tuần này hình như mình chưa giận nhau nhỉ? Tuần này hình như mình chưa giận nhau nhỉ? Là mỗi tuần là cứ phải giận một cái để cho nó vui. Dạ. Ủa anh ơi, tuần này mình chưa giận á. Đang yêu. Mà giận này thì thường thì vợ em hay giận vậy đó. Còn em thì dạ, em thì công việc nó cũng... Và mỗi lần giận vậy á, mình có năn nỉ hay là có hành động gì để cho cô ấy nguôi giận và huề lại với mình không? Thường là hành động gì? Thường thì em mỗi lần về là được nghỉ, em chạy về là em thấy lại nói qua nói chuyện lại là lại thấy bình thường. Dạ, tại vì em biết là hay giận vô lý nên là thôi thì... Giận thì giận mà thương thì thương đó. Đúng không? Rồi còn tật xấu gì cái thế nào? Cái lần mà giận mà khoan để anh hỏi cái này là cái lần mà giận lâu nhất á là bao lâu? Bao lâu? Dạ thì chắc khoảng 1-2 tuần đến cái thời điểm mà tiếp theo hai vợ chồng gặp nhau. Trời ơi giận lâu dữ vậy. Dạ. Tiếp tật xấu đi. Tiếp tục nào, còn tật xấu nào nữa không? Thì cái này thì em thấy vợ em nhiều khi cũng nghĩ nó suy nghĩ rồi nói nó hơi tiêu cực một tí. Tiêu cực. Dạ. Ví dụ. Ví dụ như là nhiều khi giận em một chút gì đó hay là nhiều khi nói vu vơ vui vui thôi, rồi ta sẽ là yêu, rồi ta sẽ là yêu, yêu một người mà quan tâm ta, yêu thương ta, còn nhà ngươi đi 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 đi.
Cái này là... nói là cố tình cho ông nghe đúng không Yến? Đúng không? Cái này là vợ em nói nhưng mà em ở góc độ em hiểu, em chỉ cười thôi là tại vì nhiều người phụ nữ nhiều khi họ có nội tâm thì người chồng thì có thể mình chưa hiểu hết. Lẫy đó, lẫy mà người phụ nữ nào cũng muốn được yêu hết á. Mà mỗi lần nói như vậy em hành động sao? Em kiên quyết không, em là của anh, không, em là của anh. Đúng rồi, thế mà là bản lĩnh của một anh quân nhân chứ, đúng không? Khẳng định chủ quyền ngay, khẳng định luôn. Em là của anh. Đó, rồi bây giờ em mong muốn ý thay đổi điều gì? Dạ thì em cũng muốn là vợ em hiểu em hơn trong công việc, suy nghĩ tích cực hơn. Vợ em thật ra là một người rất hiểu tâm lý trong công việc của em. Vợ em cũng có động viên. Dạ. Thế rồi bây giờ tới Yến. Tật xấu của chồng em là nói chuyện hay nhăn. Hay nhăn? Dạ, em thì tính em cũng hay lặp đi lặp lại, nói lặp đi lặp lại là mặt cứ nhăn nhăn mà giọng nói thì cứ nặng trịch vậy đó. Hay nhăn mặt, tội điểm thứ hai. Thứ hai là chắc hay lề mề chậm chạp. Lề mề chậm chạp. Ví dụ, ví dụ như là mấy anh mà quân nhân là rất là nhanh mà. Tác phong quân đội. Tác phong quân đội phải đúng nhau. Râm rắp luôn. Cái đó ví dụ vạch ra đường lối á, nói ví dụ như ngày mai anh dậy chở em đi ăn sáng uống cà phê đó, thà nói trước như vậy. Đó, phải nói trước để anh thì sắp xếp. Đó đúng rồi, chứ còn hả đụng cái không nói năng gì, nói anh dậy đi ăn sáng uống cà phê là bắt đầu là cũng lề mề chậm chạp với lại hay nhăn nữa, thôi nay ngủ hay gì đó. Thật ra do cái tính chất công việc của Long nữa, cái gì nó cũng phải có kế hoạch. Anh ấy có lãng mạn không? Lúc mới yêu thì lãng mạn, xong thì cưới về thì cũng ít lãng mạn rồi. Nói chung là đâu có nắm tài chính đâu, không có lãng mạn ha. Không lãng mạn. Ngày sinh nhật vợ, những ngày kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày quen nhau, hay là những cái ngày dịp lễ rồi đó thì anh ấy có nhớ bày không? Tỏ cái tình cảm hay là có nhớ không? Dạ cũng có. Xong rồi thì tài chính thì em nắm hết. Xong rồi cái sắp tới ngày lễ đó rồi cái nói em ơi thôi cho anh mượn ít tiền đi đó, cho mượn ít tiền mua quà cho em. Anh ấy đang yêu mà, chứ thật ra mình có tiền đâu mình tặng đúng không? Đúng rồi. Thử mà em đi mua một món quà đi mà không mượn tiền đi là về thế nào cũng bị chất vấn. Đúng rồi, tiền ở đâu ra mà anh có? Đúng không Long? Dạ đúng rồi ạ. Mà có thường xuyên quan tâm rồi nhắn tin cho vợ rồi chia sẻ với vợ hay không? Thường xuyên nhắn tin thì cũng ít lắm. Giờ này công việc chắc cũng bận hay sao, hôm nay cũng ít nhắn tin lắm. Dạ. Rồi thế bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, em mong muốn chồng em thay đổi là nhiều khi một công việc em nói cũng hơi nhiều thiệt, nên mong chồng cũng ít nhăn nhó lại. Bớt nhanh. Dạ. Rồi. Đó. Làm gì thì cũng nhanh nhẹn đi, chứ đừng có để mà nhắc tới thì mới làm, hoặc là nói vài lần thì bắt đầu mới làm nữa. Chị em chỉ mong muốn như vậy thôi. Giờ chị cho em một cái bí kíp nhá, em cầm thủ sẵn tay một cái hương nhỏ này, mỗi lần chồng em nhăn em dơ lên. Em cứ dơ lên chiếu thẳng mặt anh ấy để cho anh nhìn thấy cái mặt anh ấy lúc đấy đó. Thế là sau một vài lần là chị đảm bảo với em là tự khắc là sẽ thay đổi. Các bạn đúng nghĩa là vợ chồng son, rất là son luôn á. Tranh thủ tận hưởng những cái giây phút ở bên nhau để mà chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống để xây dựng một cái đời sống vợ chồng lâu dài hơn nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc rất là ý nghĩa trong chương trình, đó là mọi người đều mong muốn được nhìn hai vợ chồng trao nhau một cái ôm tình cảm và nói những lời biết ơn dành cho nhau. Đây là một cái giây phút rất là lắng đọng. Có nói gì với vợ không? Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ. Vợ có nói gì với chồng không? Cảm ơn anh đã đến bên em. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng Long và Yến nha. Cảm ơn rồi, hai bạn. Chúc em. Hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Em là Phạm Thế Điển, năm nay em 31 tuổi. Em làm kinh doanh. Điển là người vùng nào? Em là người Thái Bình. À, Thái Bình. Biết hát chèo không? Biết chứ ạ. Chút nữa chắc sẽ mời Điển để mà biểu diễn mấy cái tiết mục chèo mà được nha. Dạ. Còn em? Dạ, em chào anh chị, em là Phạm Thị Thủy. Em năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Và em đến từ thành phố Huế. Dạ. Huế, Thủy mộng mơ rồi, biết hát hò Huế không? Dạ, không ạ. Rồi, giờ là vui rồi, bớt rung rồi đúng không? Dạ. Ngài điện cho tất cả quý vị khán giả biết là cái cuộc tình của hai bạn cũng như thế nào. Bọn em quen nhau hồi xưa là bọn em đã sinh viên ở trường đại học Nha Trang á. Thì ban đầu bọn em chuyển tới cái khu trọ mới. Em ở một phòng, trong em là ở phòng khác. Cái anh ở phòng giữa đó, anh sẽ kéo hai phòng lại với nhau. Thì hồi đó em về là một cô bạn nữa qua. Thì khi qua tới nơi thì bắt đầu thì cả anh đó anh giới thiệu thế nào ấy, bạc này bạc hạt luôn, hai bài treo thì bên. Hồi đó không bao giờ mà em hưởng thụ được cái cảm nhận của nhạc. Nói chung là hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã, muốn đi về rồi. Răng, ngủ ấy. Dạ, không nghe được chị ạ. Bây giờ,
Điện tử điện tất giọng của anh có gục ngã không? Vâng. Tao cái gì cho nhà pháo tay để cho điện lên đi có tinh thần. Mà hát cái bài đúng với cái bài mà cái đêm đó nghe. Vâng, đó em cũng thể hiện cái bài hôm gặp vợ em là đầu là em có thể hiện. Chứ đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son. Em còn son, anh cũng còn son. Ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Trời ơi, vậy mà dịch là sao? Em còn son, anh cũng còn son. Đôi ta lên vợ chồng son. Ủa cái đó dễ thương mà cái mặt chồng y chang vậy luôn hả? Má mà liếc qua liếc lại. Hát bài này là chồng em luôn luôn là nhảy 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 vậy á. Ngày xưa em mà hát bài này mà em thể hiện trên lớp là em chỉ cần gái rồi. Anh còn son là các bạn gái nữa. À, em cũng còn son. Ghê đó chị. Dữ dội, dữ dội. Nhưng mà sau rồi cuối cùng là làm sao mà em yêu? Ban đầu thì tụi em không có ấn tượng gì cả. Con sáu đỏ thì trường tổ chức cầm trại. Thế em ở đằng này, con trong ở đằng kia. Đứng đâu nay tự nhiên thấy cái từng đi nó hơi kỳ kỳ. Giọng dạng bao bao á. Thế là lúc đi về là đi đằng sáu nữa. Chắc là để ý từ đó. Lý do là cái tướng đi như bà bầu. Dạ, dạ. Nhưng mà điểm từ lúc nào thì bắt đầu mới để ý cô này? Thực ra thì em cũng không để ý đâu. Bởi vậy, vì vợ em ngày xưa thì thực sự là trong ấn tượng đầu tiên là xấu lắm. Đen bởi vì là vợ em là gái Huế mà. Nhưng mà cũng ở đó cũng nắng gió nhiều á. Đen. Nên là em đầu tiên em không có để ý. Nhưng mà về sau thì cứ hai phòng qua chơi thì anh em dần dần thân thiết thì chuyển qua bao giờ không biết nữa. Chắc là hồi xưa là đen lắm à? Đen. Giờ về trăm như cách nào đó mà giờ trắng rồi. Trắng hơn ngày xưa em vào toàn bảo là rồi như củ tam thất ấy. Bao lâu thì tụi em lấy nhau? Quen 6 năm lần. Quen lâu vậy lấy nhau về là chắc không có cái điều gì mà phải đúng rồi. Khó khăn hoặc là thất vọng hay là này kia nọ đâu. Dạ, chỉ có một cái việc á là chồng có đi kinh doanh á thì có hay uống đôi khi thì cả nể thì say thôi. Thì về thì có đôi hôm mình lo lắng quá đâm ra mình có nói chồng có lỗi, nhưng mà mình nói rồi thì chồng lật ngược lại lỗi đó là của em mà xong chồng nhận rồi mình hay lật ngược hết cờ đó. Dạ, khi nào về hết đó chị từ khi yếu đến khi cưới rồi là nó vẫn vậy. Nhưng mà lý do gì tại sao cứ về nhà là em cứ đổ lỗi hết cho vợ em vậy? Đi say xỉn mỗi lần xỉn về vợ nói là em cũng phải xin lỗi chứ, nhưng khi mà say thì không biết cái gì nữa. Mà vợ em thì nói nhiều xong rồi thành ra là em không hài lòng thôi. Quay ngược lại mà em bật ngược lại được ngay. Ví dụ thế này nè chị, quả đợt nhậu nhiều, thứ nhất là em lo đi đường xe cộ. Cái thứ hai á là đi về nhìn cái dạng xấu lắm. Cái tưởng nó xấu nhưng mà bầu á. Dạ không, giả sử như trận đầu tiên đi say về á là nhà mình, cái cọc nhà mình vậy này, không chui vào cọc nhà mình, đục lên cọc nhà người ta rồi xong khi đó mình vụt lại cho cọc nhà mình đi thôi vậy đó. Còn bữa thứ hai á là về nhà thì đi về ăn cơm cũng vụt cái mặt vốn cái tôi á. Xấu quá hả? Nhìn cái tưởng con bước đi là chân cao chân thấp, chân cao chân thấp, nhìn cái tưởng xấu lắm nên em thích vậy. Cái nào quay phim rồi cho anh cả con. Quay hoài em quay hoài là xóa. Em mà nhậu về là đánh đập em đây lắm, đối xử với em. Ở vậy hả? Đó không? Đối xử tàn nhẫn sao? Thì bây giờ kể thật sẵn này khui thật xấu của vợ. Thì hôm trước quay clip lại mà em không ngờ là vợ em cái mặt em thế này mà tát. Không phải không phải là biết lúc đó là sai xin, nhưng mà lúc sai về thì vợ làm gì thì cũng giống như biết mình có lỗi á thì cứ là không biết luôn, cứ cười thôi. Cười thôi, khổ lắm. Hồi trước là em nói, nhưng mà nói em có tác dụng là giờ về là em vừa quay em vừa đánh. Em bụng cho cái lỗ mũi thành đầy cà chua luôn. Nó khi nữa là thấy sao mình sai để vợ đánh đâu thế này là mình được cái nữa là bỏ. Cái đó là theo em là xấu hay là dễ thương? Ui trời, xấu chứ, xấu quá luôn. Còn có gì xấu đâu, còn có gì xấu đâu. Không, bởi vì là bây giờ em nói không được thì em chỉ có cách là em làm về thì chồng em nhìn tự nhiên mình làm mất hình ảnh thôi, chứ chồng em tự thay đổi. Bây giờ cho chồng nói thêm tật xấu nữa của vợ ngoài cái đó ra còn cái gì? Chẳng hạn như mà đi nhậu mà có vợ em đi cùng, em cũng như thế nào em về cũng không sao cả, cứ vẫn vui như bình thường. Nhưng mà chẳng may mà đi em mà đi một mình thì thôi để về càng lắm rồi.
Là chỉ có cái đó xấu thôi gì đúng không? Vâng, xấu thế thôi. Đâu có gì thế thôi gì? Vâng. Vậy là muốn thay muốn vợ thay đổi cái gì? Hiểu cho chồng một chút. Chẳng hạn như chồng đi thì nhiều khi cũng là mục đích. Thay đổi là cảm thông cho chồng một chút trong vấn đề mà khi mà chồng đi nhậu một mình. Có đừng có quay phim lại nữa không? Không, cái đó thì chắc ưu tiên con quay. Ủa nhưng mà bây giờ tụi em là đã có mấy bé rồi? Dạ chưa. Chưa có nữa hả? Mấy năm rồi cưng? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Nếu thế thì anh Bin chút hỏi nghịch vậy là biết rồi. Bây giờ em đứng em chút đi. Bây giờ tụi em có muốn có con không? Dạ có chứ ạ. Hôm nay bộ đồ dĩa mới này anh chút nha. Thôi bây giờ nè, đến đây gặp chương trình thì đó là một cái duyên đúng không? Dạ. Thì anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình thì về thấy không? Tất cả mọi thứ sẽ phối hợp ăn ý ha. Hai vợ chồng sẽ điều hòa tất cả mọi thứ và mau chóng có tình vui đó. Dù gái hai trai là chỉ hai là đủ nha. Thôi xin cặp luôn đi. Còn nè chị nói là riêng về tụi em á, những cái điều mà nãy giờ tụi em tâm sự đó thì chị thấy một cái cảm nhận như thế này. Thứ nhất á, là đúng là khi nhậu đừng nói nữa. Nói á, chồng mệt mà mình cũng mệt mà nó có nghe được đâu. À, nói ít thôi nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ là phê liền. Đó, còn về phần em thì chị chỉ muốn khuyên em như vậy. Phải chứng minh và thể hiện mình là người đàn ông trụ cột của gia đình, mà em phải là cái thế gọi là thượng phong, có nghĩa là em phải là kèo trên. Tại vì em là công việc kinh doanh là gần như là một thành phần gọi là trụ cột gia đình về mặt kinh tế, đúng không? Thì đồng thời em phải là cái người trụ cột cả về mặt tinh thần nữa. Mà con trai Bắc là thường là như vậy mà. Thế em phải phát huy cái việc đó. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc và mau có em bé. Chào em. Chào và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chuẩn đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là đôi trước đây là nó tình cờ cái duyên nhá. Tức là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy là vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh thì thôi coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là như ông đầu hết rồi. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Vâng. Nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi này chú nghe không rõ, con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là Nam từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À, tức là con vẫn sống ở Hà Nội đúng không? À, vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa con vào con mà đăng ký xong thì vợ con bảo ô, cứ tụm thì cười thôi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Thế nhưng mà con hồi bà đi quay à? Thôi đi quay. Nhưng hộp quá. Đi đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu livestream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu livestream. Mẫu quần áo ạ. Các shop quần áo mời vợ con đến livestream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen thì xong rồi mới nói là giống Khali. Đó, nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Có ngày nào mà livestream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5 6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó gần 10 tiếng rồi. Có hôm nào mà con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng là làm đến 1 2 giờ sáng luôn. Là nói ra rả luôn đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Hàng sale á hôm nào mà không. Mà livestream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô đấy. Đúng rồi. Đúng không? Thôi bây giờ chắc đoán đi. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, livestream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy đúng không? Một phần thôi ạ, tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi sai rồi. Dạ. Đúng rồi sai gì cả. Sai ạ. Sai đấy chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi chú Thuận, riêng chú Thuận nha. Dạ. Chúc ai là người đó có bầu thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai chứ. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà dạ. Lên đây á mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó các bạn. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó. Mới đi công du một chuyến đó. Bỏ cô 4 số á. À không, vừa có thấy thôi. Đúng không? Đúng bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi chúc. Là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Vâng, vâng. Trời tới tận phần, nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Đi thiệt mà. Rồi. Dạ. Ok. Rồi con chúc nữa, ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ, vâng. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau rồi mến nhau. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Về vợ con, để biết về vợ con ấy thì con
ở trên Facebook ấy, thì ngày xưa con làm công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì là cái mà con đăng lên rất là nhiều, và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Thì để ý là cô này suốt ngày xem, mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like bác bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại, mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong gian đấy thì con có một số người con lại khác, thì con cũng tiến tới, thì cô ấy là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo hay nhỉ, thì vào trong Facebook tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần, cứ like đi bỏ like, cứ like đi bỏ like. Vợ con không vào gì luôn. Vợ con mặc kệ, con không quan tâm gì không gì. Không thèm để ý tới con luôn hết. Không thèm để ý. Tại vì cố để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiền hậu. Con bảo xinh quá. Ngọc nữ đó, và vợ con là thuộc tiếp là người ta gọi là ngọc nữ. Vợ con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thì lúc đấy xem con có comment vào nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là con đăng lên story là hỏng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế là con bảo ôi chết rồi, phải lại dính bẫy rồi. Thế là con nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Cô ấy có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là không ấy dính rồi. Nhưng mà không, vì là con thế là khi mà comment lại con có cái gì là kiểu là thành giống cách cảm á, là con cảm giác là thả rồi đó, nghĩa là thả là dính rồi đó, đúng không? Tại vì là con lấy 2 tháng trời, từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tháng 5 tháng 8 không trả lời gì hết. Không trả lời gì luôn. Mà con từ đấy con comment ai cũng tạo trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này. Vâng, cũng một cậu nhầm. Không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình. Thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái... gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp lại. Nhưng mà được cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn gặp không gặp. Thế con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xem nào. Đấy. Tán nói chuyện. Tức là con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. Nghĩa là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bắn cái đó, bắn cái cho bạn thân luôn. Sao cô ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó mà xong cô ấy sao bảo ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Nghe là ông ấy bảo để anh xem nhà anh nói chuyện. Nói chuyện được tầm 3 hôm hỏi thế có tiền tới gì không? Có được không? Ui chán lắm. Chán lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, còn lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không rồi. Tại vì vợ con cái nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thì con điều tra cô này con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải giao phải hạ của cô này, thế tới hạ cục luôn. Mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con bé con út ạ. Con út thế nhà con có vợ nhà con là có 3 anh chị em, vợ con là con út ạ. Cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉnh chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm con quyết định gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong mà quần đùi áo cộc, và bảo là ôi trời ơi nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha, dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau đúng không, mà sao con lại không chuẩn bị gì, để chuẩn bị cho mình một cái avatar hiểu không? Tức là ngày concept, ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mời một chỗ anh em. Thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm được con ship đến. Ship đến thì tình cờ đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao ạ, gấp thế. Thì gặp thì ôi, con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em ấy thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn. Thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời nhá, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lại là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của ảnh. Đúng rồi đấy ạ. Chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp con mà con lại có được cái cảm tình như thế. Cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là
dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ấy ạ. Ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng còn nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái này cái suy nghĩ ấy, thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp ngu ấy ạ. Thì cho nên là á, dạ vâng đúng rồi. Thế rồi sau đó, sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Rồi đúng không? Chưa. Hẹn hò. Ôi ôi. Coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò ra nào. Thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mình gặp á. Gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Ồ, vẫn vậy luôn. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online á, đúng rồi. Bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng. Dạ. Cổ ưng cái giao diện này. Cho nên lần sau mình tiếp tục. Cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê cà pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình không phải thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái, thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt. Con cái đó là con có cảm thấy khó chịu không hay là con cảm thấy vâng. là nó lạ lùng đặc biệt? Đầu con được nghiện đúng rồi, lúc đầu mà ông quái ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ. Đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy, nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là bụng anh thật sự là cũng hơi kém. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là vấn đề về đường bụng ấy, ruột ấy, thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ, thế như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh. Còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng. Đại tràng đập mạnh đó chị, đúng không? Vì trước đấy con mong này con cũng liều đấy ạ. Tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô người khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy con bắt buộc cũng phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô sao lại lạ thế mà anh liều vậy, thế là thôi từ đấy là con cứ biết thừa là con là cũng đã ăn nhiều hay là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng ạ. Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Có nhiều khi có thể là do hồi hộp cái dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ. Hai bọn con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy đáng yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại đi toilet là có điều lạ đấy. Nhưng mà anh đâu phải đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch sạch là anh ơi thì có ấy không thì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quay hết được cái phố vừa nơi nào đều có nơi nào quả. Anh cũng đều có thả bơm đấy. Đánh dấu tức là đánh dấu hả à. Rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Thế vợ con mất cho con lúc con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế vợ con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn, để cho con nói chuyện là em có yêu không. Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo: "Em suy nghĩ chưa?" Bảo: "Em vẫn đang suy nghĩ anh ạ." Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm nay trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn. Thì trời mưa thì con đi thì con che áo lên áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy. Cầm tay xong dắt đi xong rồi. Thế vợ con bảo cho cầm tay là ok rồi đấy. Thì vào lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo phải chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi. Dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Ngồi vợ con ngồi này cứ này. Xong con cứ em ý em sao? Xem vợ con cứ ngồi này. Xong rồi con bảo xong rồi vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ? Mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ. Mà chỉ có cái câu là sao em. Vâng. Sao con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói ra xa xả. Có một mình con nói. Vâng. Như một thằng điên. Vâng. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con là sao mày nói nhiều thế. mà không có sự đáp lại á. Vâng. Và con bảo anh chờ em suy nghĩ. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa xong cầm tay. Đuôi tống tay này.
có cảm giác con nuôi con kiểu vừa lo vậy, vỡ tim mấy con nhỉ. Cuối cùng sao chú cũng đang ngồi hả? Cuối cùng thì bắt đầu là đúng, con nhớ là lúc là 6 giờ, bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó, em đồng ý. Thế con bảo thế con bảo con đưa bảo điện thoại đây, anh làm gì đấy, cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chỉ để chế độ hẹn hò luôn, chốt luôn. Thế là tường đấy làm đấy, con phải hơn 1.000 người vào comment luôn. Thôi xong nghe còn cái chuyện cũng hồi không được, con cũng hồi hộp đấy, tại vì chú nghĩ là không cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế. Đúng còn rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu, như là nghiêm túc. Vâng đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc. Và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về cũng suy nghĩ rất là lâu về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa, có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không, hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định, cũng bảo là quyết định yêu anh này, tại vì nói chung là mình cũng thích rồi. Đúng rồi, cũng hơi thích rồi ạ. Đấy, cũng thích thì sao cho nắm tay. Dạ, đúng, đúng không? Mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô. Ngày nào thế cứ đi ăn đi buổi trưa là con nấu đồ ăn, con ship đến. Trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi, anh ship đồ ăn tới. Khát nước thì con cũng làm nước chanh, nước hoa quả được ép cho mang tới. Chu đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà không mở nhà hàng phí nhờ. Trời ơi. Thế rồi rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau á thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy, trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp, cái cách nói chuyện, cái cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi. Ít khi mà cãi nhau, ít khi cãi vã, ít khi kiểu căng thẳng lắm. Mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có 2 lần suýt. 2 lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. Gọi là suýt là có những cương 5 lần đó. Vâng, đúng rồi. Đó là chuyện suýt là cái gì? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu như im lặng, im lặng mà cho em để kiểu em đang chưa bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới, kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề là đấy là hai. Ôi chị ơi, như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn em ạ. Mà một năm giận đến 2 lần, một lần mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà cũng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi. Và anh comment chỉ là bạn bè bình thường chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang ở trên giúp anh có dịch được, anh không quan trọng. Nhưng quan trọng em phải nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nói chuyện nhau. Vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn. Con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này, anh kia. Vợ con nói kinh lắm. Thế con nhà con thì ở cách nhà vợ con là 22 cây. Con phi xe từ đấy ra luôn buổi tối. Bằng được xuống để cô ấy xuống để mình giải thích, mình nói chuyện. Thế xong con chốt lại có yêu anh không? Có. Thưa anh không? Có. Thế thôi, khỏe. Thế cái comment đó nó xảy ra lúc nào, cái quá khứ đấy con, nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng trời đưa cơm cho con từng bữa à? Dạ, nó từ hay là từ trước đó nữa? Trước đó rất lâu rồi. Trước đó lâu rồi. Vâng. Thế mà con ghen được thì vâng, con lạ thật đấy. Tại vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên rồ rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí rồi con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con cố tập và con cố tập là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không cần nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con à, anh sai, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không giấu giếm gì mà sao nhỉ? Không, anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Anh chắc thật chưa? Chắc rồi. Con nói tẹt ra. Con nói ôi trời ơi, con bảo nó từ hồi vùm dựng nước bây giờ nó lôi ra. Bà lôi ra bà ấy nói. Bà ấy nói thì thôi, con cứ mà nó nói xong là cứ khóc cô ạ, khóc là vợ con khóc bình thường không biết một phụ nữ khác nhau nhau, vợ con khóc đó. Là từ hôm nay sau luôn.
Tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di dặn 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 đến sáng tới sáng. Cứ như mưa dầm. Cứ mưa dầm. Xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ ra vớ vẩn ý. Xa từ sà vua một chuyện nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chỗ bé này. Sao anh nói nhiều? Thôi cứ thế, ức chế lên. Anh không thương em mà khóc đến sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại xin lỗi. Để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện thôi. Cô lại xin lỗi người phải con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm hai? Năm hai thì năm hai từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy. Vâng, cái lần thứ hai thì con chỉ thấy là thấy thả tin ảnh người này người kia các thứ ấy. Thì mình cũng đúng đã bảo là người đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim đấy là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa là. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ, chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen, tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác mà nói chuyện nếu như mà sao con biết con có bao giờ con thử lòng vợ con có chưa? Có thử lòng rồi. Có thử không? Có thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đích khác, thế là con mới ôi yêu nhau một thằng ra lâu rồi, em và con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con nhắn tin là lần hai tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật đây, là hai tháng mà còn không rep thì không mua là tài khoản ảo. Thế bắt đầu là con rồi. Có lòng tin rồi, thế là ok xong rồi. Thế đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao cái trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mẹ điện thoại một ngày nọ nhìn thấy mở điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là người tầm đấy là yêu bỏ đi quá tất mọi thứ. Con trai thì con đưa cho, thế là nhầm nick vợ con vào. Xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm vào kiểm duyệt xem đấy. Thì bắt đầu là thôi xong luôn. Con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn là chia tay cùng nhau cùng phong vậy ạ. Đấy cùng phong đúng không? Đấy con thấy, không biết là cái thằng cảm thấy mình bị xúc phạm đúng không? Rồi em bảo kiểu như lại kiểu tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng không nhau, tin nhau đấy. Còn vậy đúng rồi mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo con đi đây đi đó thì bọn con không đi, thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ mày bị cắm sừng lắm. Tại vì trước đấy con cũng mấy cái sừng rồi. Nên con mới bảo thôi làm liều. Ai làm liều thì chết liều thật. Em ơi, thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng, phi xuống ạ. Cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Bà em thấy trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Không mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước lần đấy là bà con thích uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ nó 1 giờ sáng con bích trà sữa sang. Đấy, anh đấy thức đêm dậy, anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Trời ơi. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ ông. Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. Thử vợ. Có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là khó khăn không? À có. Nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này chắc là con biết đâu, và con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, con chưa biết. Đâu giờ này nói luôn đi. Hôm nay nói luôn. Tức là trước đây con đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được, nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy rằng là cô này gặp rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn, thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là hai hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi, và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi. Thế anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi thì tại sao anh ăn? Thật sự anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Một lúc sau khoảng tầm chưa đầy một phút sau thì tinh cô ấy tinh cho 500.000. Thật sự đây con cảm động con khóc luôn. Thế á? Cô nhắn cái tin là con mới giữ là anh à em không có ít nhưng mà cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động, em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi. Để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi, còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ phải bỏ vợ rồi. Trời luôn. Ôi con vợ xứ rồi. Em ơi tiết lộ hộp là cảm động khóc luôn đúng không? Vâng là lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn. Hạnh phúc quá luôn. Vâng, tại vì mà cô nghe cô còn xúc động á. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống trong cảm xúc nên là và tình cảm rất là đính rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì từ xưa là chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái, tức là người phụ nữ ấy,
chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy xúc động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại do kiểu gia đình mẹ con nó không có tình cảm. Thì phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500, đúng chứ lại chưa bằng người phụ nữ nào nhở. Người con gái nào? Mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế là cảm động quá đấy, cảm động lúc đấy, giây phút đấy á. Thôi, cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Nãy con thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy là con cũng chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít, thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng không? Thử lòng mình như thế mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đến tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây giờ em có bao giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chẳng lẽ lại về lại núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Ôi, son quá son luôn. Là thế con là yêu yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm. Hai năm là hai lần là suýt dạ, vâng. Này đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Con năm nay là 27. Con 24. 24. 24. Quá trẻ. Dạ, vâng. Đúng quá rồi, trẻ. Con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Dạ. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì nè? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều á, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi mình lo cho nó như thế. Thấy mà nó vẫn bảo mình có tật xấu, con lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Con cứ thấy là buồn buồn hay là thì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang toàn 2 năm trời. Mà vẫn cho là con tật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh ấy sẽ rửa bát. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nè. Dạ vâng. Bao nhiêu tật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái tật xấu là ngủ ngáy rất là to cô chú. Cái đó không phải tật xấu đâu. Cái đó là người ta không có cái đó là tật thôi, nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con kiểu đang nằm kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò không, cái đó là tật xấu đó đấy, cái đó là tật xấu, là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ. Vâng, ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đó. Con hay trêu vợ con lắm, vợ con đi làm về con trả vờ con ngủ xong rồi con cố gắng không cười, nhưng mà vợ con chỉ sờ con và con cười luôn. Với cả chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ, kiểu như là trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ, nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game, đúng rồi, chơi game rất nhiều, mà mỗi lần chơi game vậy là con hét khó rất chịu to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. À chơi game tự hét rồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét, con có hét ổng không? Kêu ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng, như là gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy. Dạ vâng. Game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ, này 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 cái gì đó chị cũng chả biết game gì nữa. Cái gì nó bắn gì mấy giờ đó. Dạ vâng vâng vâng. Rồi. Đúng, còn trẻ quá mà, 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này. Bảo là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ? Đúng, xấu quá. Nhờ. Đúng rồi. Ví dụ như là bừa bộn này. Đấy nhá. Lười này, ví dụ đấy. Hoặc là sao ta? Vô tâm vô tư, vô ý. Tâm với vợ này, ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi. Tại vì mình giả bộ. Đúng rồi, phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là cho cái anh này gọi là không phục lòng. Đúng rồi đấy, để cho anh ấy vui em thương. Ủa, thế bộ nó nghe là lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ, kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi đấy. Thì xong con cũng vẫn chả phải giả vờ là không biết này thế kia các thứ. Em anh đang ở đâu, đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con giả vờ. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Chỉ có một bây giờ con phải kể nè. Bây giờ anh ấy có bừa bộn hay không? Có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không?
có bừa không? Có còn vô like hình hình dạo nữa không? Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lan đấy, thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy cái sau anh dọn sau là đấy ngày hôm nào luôn. Con lại dọn hộ. Con phải rốn một tí còn có hay quên trước quên sau hay không? Đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng rồi. Đó cái là thật xấu đó. Đó, thấy chưa? Đó còn gì nữa không nào? Có gọi có lãng mạn không? Không lãng mạn thì quá rồi, quá cứ hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nó hết rồi thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. À, là không mắng vợ. Đúng rồi, là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi, thì trong gọi là trong tương lai nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa thì cái nghĩ là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Nhắc khéo đấy cô ạ. Nhắc khéo đấy. Rồi bây giờ tới con đấy. Vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả. Là bao giờ một cái mức ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng. Yeah. Là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý ấy. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Và cái đấy là con thích như vậy. Thì là trước đấy là con cứ bảo là khi mà đến với nhau ấy thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau đều có thể quyết hết, bé hay to đều có thể quyết, quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà con phải đóng ý đúng không? Dạ vâng. Và với hai câu bẩn đó, cứ một gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn. Vẫn hay thấy lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô, không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là con rất sợ rồi. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Có giận, bây giờ vợ con hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng ạ. Nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Là giận ai? Hổ lên đầu chồng. Cái đấy thì vợ con có. Vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cứ bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi em tức kể quá. Và mới cứ em nói đi, con cứ bảo em nói thôi. Nói bắt đầu xong thì bảo, anh nghĩ là thôi, bỏ qua đi. Con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi. Hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ. Chứ còn không giận cá không chém thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ ấy. Đúng là miệng nhìn lên và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Không hiểu sao, con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt câu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được là tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì cơ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là xăng xíp với con. Thật vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á hoặc là tinh ý á con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái chuyện đấy nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Là có những người chồng á con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Thế bây giờ đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè. Con mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa thôi. Không. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì. Đó. Con thì từ trước giờ con từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau, nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người, nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người khác. Tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi. Nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc. Cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên. Xong anh cứ thế là anh không thương em thôi. Mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương như nào nó mới đủ. Hãy cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau. Hoặc là ít lườm con thôi. Ít lườm con. Con sợ lắm. Mỗi lần vợ con lườm là con biết là thôi có vấn đề rồi.
là con có vấn đề rồi, là có gì nói thẳng để con giải quyết luôn. Đó là mong muốn thay đổi của con với bạn. Thực ra là vậy nè, cái chuyện nó đơn giản lắm. Con có biết tại sao không? Ví dụ á, cái người phụ nữ, người con gái á, lúc nào nó phải trải qua đúng một cái con đường như nhau, một cái giai đoạn thì nó sẽ biểu hiện đến một cái cảm xúc như thế, cái kiểu như thế là lúc nào cũng có chứ. Tại vì là con gặp vợ con á, khi mà vợ con mới có 24 tuổi, chứ nếu như vợ con bằng tuổi với con chẳng hạn, thì con sẽ còn không thấy những cái hiện tượng như vậy nữa. Thành ra là trong thời gian mà gọi là tụi con chưa có con á, thì con cứ để vợ con sống đúng với lại cái tuổi 24 và sống đúng với lại cái gọi là tình trạng tâm sinh lý của một cô gái là trong từ 24 cho tới khoảng 26. Đó là vợ con sẽ có những biểu hiện như vậy, nó là gần như là công thức rồi. Con hiểu không? Thì là tự nhiên trong 2 năm nữa, con nói ví dụ thì con sẽ tự con tôi luyện được một cái là con sẽ hiểu là vợ con trong tình trạng đó là cổ mới gặp cái trường hợp gì, cổ mới đụng cái chuyện gì, cổ mới đang bực cái điều gì đó. Tự con luyện được luôn. Cái đó con nói thiệt luôn đó nha, tại vì cô đã trải qua rồi. Thành ra cô biết chắc chắn là như vậy. Đó. Còn tại vì sao vợ con thuộc lại là hướng nội á. Kiểu như vợ con không phải là cái người mà bộc trực mà nếu mà như vậy thì lại không có cái dạng biểu hiện này. Là cái kiểu kia em là bực là nói liền. Là xong. Nhưng mà vợ con lại thuộc cái người là sống hướng nội ha. Và vợ con sẽ tự trong cái lúc khóc này, 60 độ này, lại khóc như thế. Sẽ tức là sẽ gặm nhấm cái nỗi buồn đó và trong cái nỗi buồn đó thì sẽ nghĩ là anh ấy sẽ phải tự hiểu là đừng bao giờ làm như vậy nữa với mình. Đó. Thế là nào, là nào vậy ạ? Là nào con cũng phải cố gắng à? Tự tìm ra phương pháp. Đúng rồi. Tại vì nó là cá tính, nó thuộc về là bản sắc của là cái gu loại phụ nữ, tức là mỗi người có một cái cách thể hiện, thì vợ con thuộc như thế. Đấy, chị cũng thế em ạ. Thật. Lúc gặp chú thấy không nói gì đâu con ạ. Không nói một cái gì cả, chỉ ngồi nhìn. Nếu đi xe hơi thì sẽ nhìn ra cửa. Đúng rồi. Xong cứ thế thôi. Cứ thế nhìn thôi, không biết điều gì. Và nhìn thế thôi, chả biết đằng trước đang gì. Đúng rồi. Nhìn trong vô thức á. Nhìn trong vô thức rồi. Đấy, cứ lúc qua thế. Và chỉ mong là anh ấy hiểu được là tại sao mình giận. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ chú hơi bị siêu đấy, con ơi. Bây giờ cô chỉ cần hơi một cái là chú biết cô tại sao cô giận này. Và ngược lại cô cũng thế. Ngược lại cô cũng thế, tại vì chú cũng thuộc lại tiếp người giống như cô, cũng hướng nội như cô. Thế cho nên rằng thì là thì trong thời gian này đi tận hưởng đi con. Điều kiện thú vị lắm á con, đáng yêu lắm ấy. Vì lúc ấy tự mình phải tự tôi luyện mình đó. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ với người bạn đời của mình hay không? Đấy. Nhân cái dịp mà các con đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ vâng, thế thì hôm nay đứng lên. Con ấy, con muốn nói gì với chồng con ấy thì con nói đi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh, mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thì cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên động viên và chia sẻ giúp với em dù cho những cái lúc em khó khăn nhất và tiêu cực nhất. Em hy vọng rằng thời gian tới trong những cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng. Và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này. Yêu anh rất là nhiều. Đấy, dù yêu anh rất là nhiều. Con không muốn nói gì không? Con thì thật sự là muốn nói là thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài, anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh, nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em. Vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã, lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để cố gắng hơn. Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Thì anh mong rằng là trong năm tới thì tất cả những dự định mà hai vợ chồng năm tới làm thì sẽ làm được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và con có một điều mà vợ con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà vợ con chưa biết cái đấy ở đâu, là anh hỏi em cái nhẫn đính hôn cầu hôn của anh đâu rồi. Chỗ nào? Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt là cưới là con cầm về nhà và con không thấy đâu. Con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả. Thì vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh đúng thật. Thế là sao? Vợ con rất sợ con khi mà tặng một món quà gì hay tặng váy hay tặng gì mà con không được bán, không được pass cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con thích. Thì hôm đấy là vợ con để là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Thế là từ đấy là con không dám từ giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy, vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Và bây giờ là 6 tháng rồi ạ, con không biết cái nhẫn ở đâu. Thôi hôm nay là để bây giờ được rồi. Bao nhiêu bây giờ không nói luôn, nó ở trong tim anh. Đó, tay. Ôi, hay quá. Đến hôm mà thì được, tay kia đi con, tay kia đi. Đúng rồi. Nó không đây. Ngón áp út chứ nhỉ? Run cô ạ. Vẫn còn run như lần đầu ạ. Phải áp út.
con ạ. Dạ vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi giời ơi, cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job đấy là khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Không, bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi. Dạ vâng. Thôi chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu vậy? Lạng lạnh, lạnh 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 tránh đi. À. Thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Đấy con nhớ nhá. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến đây nha.